giờ mình đi tới chùa.
Đi đi xuống dưới đi. Đi xuống dưới ăn luôn. Một ít thôi đến này. Hôm nay đành tháng 7 trong chùa đẩy con bò nha. Thịnh Tư vô bưng bún chừng 8 ăn. Em từ đi ha. Bưng phụ. Chỗ nào mát mát đó lại ngồi. Dạ dạ. Được rồi, Thính Tư. Dạ.